Góc bổ ích. Thôi, thua như thế này thì sẽ xử lý như thế nào ấy? Thua rồi còn xử lý như nào nữa? Ý bạn là sau trận đấu này thì thế nào hay là bây giờ thì thế nào? Bây giờ sao mà cứu được? Bây giờ là nếu muốn đánh thì chắc chắn là đợi đối phương tự chết rồi. Nhưng mà với đội hình đối phương thì hơi khó tự chết. Mở có, tanh có, đam có, đánh chả biết tự chết cái gì, cánh cũng có. Nó còn như là hoàn hảo. Nói chung là cái game này nó như thế này, tầm này này là nó xét để cánh gọi mạnh hay không, AD mạnh hay không, kiểm soát bản đồ ok với mở tanh ok không á. Thì team ok hết thì gần như là không thể nào thật đâu được. Nếu mà thiếu một hai yếu tố thì nó dễ bị thật đâu á. Nhưng mà không thiếu cái gì thì mai thật đâu á. Còn nếu mà sau game đấu này thì có một sự thay đổi gì đấy, nhưng mà áp lực tâm lý nó sẽ là có và cần những cái pha nào đấy trong game đấu để lấy lại được cái tâm lý dành cho bên phía KB. Thứ thời điểm này thực sự là quá khó rồi. Mấy cái game này thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều quá, nên tốt nhất là cái game đầu tiên bạn phải đánh được thật. Kiểu mặc dù bạn thua thôi nhưng mà không phải để thua kiểu như thế này á. Thua như thế này thì khó lắm.